Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 23 câu 13 từ câu 15 đến câu 22. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình, các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình, các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng, các người bảo, ai chỉ đền thờ mà thề, thì có thề cũng như không. Còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng, thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không. Nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng, thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngay Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Không ai có thể đo được lòng dạ con người, nhất là khi người ta cố ý che giấu, như câu tục ngữ, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Tuy vậy, Thiên Chúa, đấng thấu suốt lòng người, có thể đánh giá sự dơ dang, hai mặt của lòng người. Trong đoạn tin mừng, Chúa Giêsu lột trần những khuôn mặt của những người Pha-ri-sêu và kinh sư. Người nói rằng, khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Các người nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng. Hình dáng của các kinh sư và người Pha-ri-sêu có vẻ rất đạo mạo, thánh thiện, cầu nguyện lâu giờ, đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tu áo thật dài, ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ dùng vẻ hào nhoáng bên ngoài để che đậy những thứ ghê tởm bên trong. Nhìn lại bản thân, đôi khi ta có thể là một người Pha-ri-sêu hay một kinh sư nào đó. Nhiều khi ta thật là thánh thiện đạo đức trong áo thầy tu hay dưới cái mác là người Kitô hữu. Ta sống bên ngoài thật là sinh động trong các mối tương quan, thể hiện ta là một người có đạo đức chuẩn mực. Nhưng đằng sau vỏ bọc ấy, ta chẳng khác nào là một người Pha-ri-sêu hay kinh sư. Ta tự biến bản thân thành một kẻ sống hai mặt trong các mối tương quan. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống thật với chính con người của mình.